Xin chào cả nhà, hôm nay Lan chia sẻ món mì Ý chay nha bà con. Thì ở đây thì Lan có mùi Ý, thì ở đây Lan có mua cái này, hồi Lan để lên trên á, mình ăn cho nó ngon nha. Ô liu chi cà, mà cái loại cà mà nó phơi khô đó bà con, với có mùi vị của giống như trong này nó có nhiều mùi vị lắm, rất là thơm ngon nha, để vô ăn ngon lắm. Lan mua hai hộp nè. Rồi ở đây thì mì Ý thì phải có mì Ý. Mì Ý thì nó có nhiều loại lắm, mà nào giờ nhà Lan ăn hiệu này nè, quen rồi ha. Rồi ở đây thì Lan có trái bí ngòi, trái skinny, măng tây, đậu que, bông cải xanh loại nhỏ, nấm, củ hành với chi sợi á bà con, chút xíu Lan để lên nha. Đó, mời bà con vào bếp với Lan, mời cả nhà vào bếp với Lan. Chụm mì Ý đặc biệt là bà con phải để muối vô nha. Lan để muỗng nhỏ này, Lan để hai muỗng tay hai gối đó. Lan để dầu ăn vô. À, nước nó sôi rồi Lan để mì vô nha bà con đó. Lan chụm hai vắt luôn nha. Tại con mình nó cũng thích ăn lắm bà con. Rồi Lan sờ cho nó xuống nha. Giờ Lan tắt máy, Lan trụng nó nha bà con. Rồi mì nãy giờ Lan trụng rồi, để mình ăn thử coi nó sao nha bà con. Đó. Bà con nhớ trụng mì Ý là phải để muối vô nha. Hồi nào giờ là ở Ý người ta, trên tivi người ta làm là người ta để gì á. Vừa ăn là bây giờ Lan tắt lửa đổ nó ra nha. Lan để dầu ăn vô nha bà con. Cái hộp dầu, dầu nóng mà Lan để cho tẩu vô nha bà con. Củ hành vô một ít thôi, Lan không để nhiều nha. Rồi Lan để đậu que. Đậu que nó lâu chín nhất bà con. Bữa nay không có màu đỏ rồi, không có để cà rốt rồi nha. Quên cà rốt rồi bà con ơi, khỏi luôn đi. Nay màu xanh không à. Màu xanh, màu hy vọng. Hy vọng từng này trứng sao à bu. Hình như ở Úc này chúng số khó lắm bà con, mà chúng gió dễ lắm. Trời mà lạnh lạnh cái da ngoài xanh chút xíu là bị chúng gió rồi. Đổi gió thì da xanh chút là bị chúng gió rồi, chúng số mưa hoài không chúng đâu. Đậu que hơi lâu chín, Lan để miếng nước vô nha bà con. Lan để chút xíu nước vô. Đậu que bây giờ rồi Lan để vô. Măng với bông cải rồi luôn nha bà con. Bông cải với ngồi rồi để vô hết được rồi đó. Nấm Lan để sang. Củ hành rồi để hết vô đi. Lâu quá mới ăn bà con, chắc ngon lắm á. Cái gì mà lâu quá thèm là ăn ngon. Lan để cà vô, Lan mới nêm nếm nha bà con. Chút xíu nữa Lan để cà vô mình mới nêm nếm. Lan để nấm vô nha. Đó, nấm vô nó màu chín lắm bà con. Nấm vô. Rồi Lan để hai cái loại cà này vô luôn nha. Hai hũ luôn. Phải làm hai bọc lắm bà con, nhiều lắm. Rồi Lan đi xúc sơ cái chậu, cái hũ nha. Không, mẹ chút xíu nó bưng lên. Để mẹ làm. Nhanh ha. Đừng dòm, coi chừng bắt cái ghế lại coi đi con. Đó bây giờ Lan xào lên, cháu nội mình nó ngon quá. Bắt ghế đứng tới giờ mà nội nấu. Ok. Wow, nhanh. Nhắm. Yeah. Rồi. Ngon quá. Rồi chút còn bỏ vô hai cái này nữa. Trời ơi. Rồi bây giờ Lan bắt đầu nêm nếm coi nó làm sao nha bà con. Nãy giờ trong này Lan nghĩ nó chua, không có cái gì hết á. Chua. Lan để một muỗng hạt nêm chay nha bà con. Chắc hai muỗng đi. Chứ thôi nó lặt nhắt rồi. Lan để hai muỗng đường. Trộn lên đi mình ha, để muối coi nó làm sao cái ha nha. Tại hạt nêm nó cũng hơi mặn đó bà con. Trộn cho đều cái mình ha nêm nha. Chứ thôi trộn ba sồn ba sực là nó chỗ mặn chỗ lạc bà con. Là nói chuyện nghe mắc cười, ba sồn ba sực.
mấy từ này bây giờ hiếm có lắm. Rồi lăn niêm coi nó sao nha. Hơi nhạt bà con, lăn để một muỗng muối nha. Không niêm không được nha bà con. Đừng có tính giống lan nha, nhầm khi rau cải nhiều rồi, rau cải ít chút xíu nó khác vị rồi. Mình ăn ở nhà mình quen ăn sao á, sở thích á, ở nhà sao mình làm giống theo sở thích của mình. Còn cách nấu thì mình nấu theo người ta thôi, chứ niêm niếm thì theo khẩu vị mình đi. Lan để cái này vô nha, cái cà khô đó Lan để vô. Rồi cái mình tắt lửa nó là được rồi nha. Để hai cái luôn. Rồi là xong rồi bà con, Lan tắt lửa nha. Bây giờ Lan gấp nó ra nha bà con. Đó, gấp nó ra. Mình xay xay nó gì cho nó đẹp đó, chứ cũng chẳng có cái gì. Lan làm hai dĩa cho Lan, dĩa ăn liền một dĩa nha. Rồi con mình nó ăn thì nó tự làm đi. Này giờ lo cho ông chồng thôi. Rồi dẹp cái này sang bên nha. Bà con ơi, hồi nãy quên quay phim nha. Nấu cái món này rồi đi mua nguyên cây quế, nãy giờ rửa nó rồi nè. Mình cắt cái trên đọt này mình ăn thôi nha. Đó. Còn cái này để mình trồng lại ăn được, tới mùa đông thì nó mới chết là. Không biết sao mùa đông Lan trồng không được, chết queo quá rồi bà con ơi. Không còn sống nha. Thương cỡ nào nó cũng chết hết á. Lan càng ngắt mấy này, nãy giờ rửa nó để sạch. Nó bán một bó thì 3 đồng, mua nguyên cây gì á thì 4 đồng. Thôi bưng nguyên cây cũng đi về, một đống gì mình để dành mình ăn. Tính ghê không bà con, tính gì mà con nghèo á. Để xuống. Rồi. Đủ thứ rau để lên. Đây. Rồi để chi lên. Tùy theo mình muốn ăn nhiều ít nha bà con. Ăn nhiều thì để nhiều vô, ăn ít thì để ít vô. Cháo anh hả? Ngồi đó không làm gì, thấy con gà lại ôm ăn nóng lên. Nó cần ăn chứ. Nó ta. Trời ơi, nó không biết cần ăn hay cần ăn à. Ngồi đợi đợi ăn không mới thở kìa. Ông xã mà nó ông ngồi đợi ăn không, ông thở ra gì mà con. Giờ mới ăn chay. Bắt ông ăn chay tội nghiệp quá, tu hành bớt đi ông nội ơi. Ăn cả tháng trời, ăn có 1-2 bữa, có 1 tháng ăn có 4 bữa à. Tháng ăn có 4 bữa thôi. Rồi, chi để lên đó. Cái này cô gà thích không? Ồ, mừng lắm, nãy giờ cô gà mừng lắm anh. Cô gà mừng lắm, đó, để chi lên nữa bà con ơi. Rồi, lá quế để bên đi cho chụp hình đẹp. Ăn mà còn phải đẹp nữa mới được nha bà con, không đẹp không được nha. Honey. Đây. Bưng chảo, bưng dọn, thu dọn chiến trường, bưng lên hết cho em ra. Tắt máy coi. Xin chào cả nhà, hôm nay Lan chia sẻ món chay mì Ý. Mời bà con ăn mì Ý với hai chồng Lan, gia đình Lan. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn mì Ý. Mời cả nhà ăn mì. Mì Spaghetti. Nha, phải tiếng Anh. Spaghetti. Spaghetti. Ok. Mời cả nhà ăn mì Ý nha. Mời cả nhà ăn súp cây. Nó mì nó không chịu, nó cự. Nó để ớt, để tương ớt thì vô đi. Mời cả nhà ăn với Lan nha. Đồ chay. Ngon quá bà con ơi. Mời lần nữa Lan nhịn nè. Cho nó ăn không? Cái gì ta? Tôi biết chứ chưa đẹp. Mai còn cái gì ta lấy chứ chưa đẹp. Trộn lên. Lâu quá Lan không ăn nữa. Ngon lắm. Xay xay nó dữ lắm. Em có chẳng có gì. Mời cả nhà. I think my hair. Daddy, see my hair's already behind my ears. Để tương ớt vô nữa chắc ngon lắm con. Yeah. Of course. And my ears are behind my ears. Your hair now gets stuck in the sauce because your hair really short. Cà này nó phơi khô rồi này bà con, ngon lắm. So hungry today.
Nó đau bụng quá rồi. Nó không chịu nghề quá. Nãy giờ khen hai ba lần luôn nha bà con, khen ngon. Cái nó thích đó mà. Ừ. Yeah. Tới đây ông cháu này lại tới. Dưa gan cái bự hết biết rồi, có ba ông bạc à. Mua các dưa gan đem theo ăn. Ừ. Hồi đó đi qua Nhật á, dưa trái dưa gan lưới á, nhỏ xíu à, nhỏ hơn trái này nữa. Tính ra tiền út 45 đồng, khỏi dám ăn luôn. Mình nói sợ không tin, một lần lan có chụp hình quay phim để lại á, đặng đem về cho bà con coi chứ không thôi trời đất có gì mà mắc dữ thằng thiên địa luôn. Năm nay bông qua chắc nó nở nhiều quá. Dòng nhiều. Chết rồi, quá rồi. Mình đi ấy á, mình lấy cái khăn á, mình uống nước á, mình hít vô cái này là chùi cái. Rồi mà con lấy giọng xanh chứ. Ha, nhảy còn 80 cái luôn. Ngon quá bà con ơi, ngon quá. Quá ngon. Ngon quá bà con ơi, cháo mình nó ăn quá trời ngon luôn. Hết rồi. Hết luôn. Hết tô luôn. Còn trai mình nó đang, nó bà đang bị hai vi vơ nhảy mũi, phấn hoa đó, mùa này mùa xuân là bông hoa nó nhảy mũi. Thôi bà con làm ăn đi ngon lắm. Thôi tới đây Lan xin chào cả nhà nha. Bà con yêu thích Lan nhớ đăng ký ủng hộ dùm. Thành thật cảm ơn, xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Chào cả nhà, bye bye. Tomorrow. Ngon quá ăn thiên bà con. Ngon quá anh Liêm làm dĩa thứ nhì bà con, ngon quá. Ăn thêm dĩa thứ nhì cho con. Để tương ớt thấy sợ. Đỏ luôn các bạn. Vô cộng thêm ớt con gà.